Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Mà Cu Lì chơi game đó chính là game con rắn nè, ghê chưa? Hồ rắn hung ác, hung dữ lắm đó nha. Đây là những con rắn khác hỏi tốn tiền mua, mà Cu Lì không đủ tiền nên là chơi rắn đầu tiên. Go, bắt đầu. Rắn săn mồi, rắn 3D luôn đó nha. Chuẩn bị vào game nào. Chậm quá, điện thoại của Lì cù bắp quá, chơi vô chậm. Đó, rắn nè. Ồ, đây, tiến lên, chạy nhanh lên, chạy lại cái con gì trên bản đồ, con nai, đúng rồi, trên bản đồ có hai con nai luôn. Đây, con nai đây, cô Lì sẽ dùng điều khiển con rắn ăn thịt con nai. Đìa, tên tiếng Anh là con đìa. Ôi hộp rồi, mổ hộp rồi. Cắn á, cắn con nai. Thì hộp nữa. Nai, à dính nè. Một, hiếp. Hộp nữa. Chết đi. Ây da, trúng rồi mà chưa chịu cho chết. Ăn thịt con nai, yeah, được một con rồi, ăn thịt nào. Mầm 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 mầm, ngờ quá, ngờ quá. Giết một con nữa. Tiêu diệt một con nữa, ăn thịt một con nữa. Đang đói bụng nè. Đứng lại, chạy hoài. Mổ hụt xong. Thế à, xong, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục level mới. Wow, trên bản đồ thật là nhiều con. Có con gà, con vịt. Con gà và con vịt. Bây giờ chúng ta sẽ đi săn vịt trước. Con gà rồi săn sau. Tiến lên, đi săn vịt trời nào. Tiêu diệt con vịt trời. Đâu vịt đâu rồi? À tới xong rồi, tới xong rồi, sắp tới chỗ con vịt rồi. Con vịt còn ở dưới nước đúng không các bạn? Một con vịt xòe ra hai tay cắn. Nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Đây nè, tiêu diệt vịt cáp 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 cạp 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 nè. Tiêu diệt nè, trời hụt rồi. Ăn thịt nè một. Trời cắn một cái mà chưa chịu chết nữa. Con vịt này nó mạnh khỏe ghê không? Ôi da, sao con bị kẹt rồi. Bị kẹt cứng luôn rồi, đi hết được rồi. Bị trôi rồi à, dòng sông nó chảy hèn chi. Ăn thịt nè. Con vịt chạy lẹ quá. Hùng nữa. Trời, mình chạy lẹ quá. Yeah, được một con vịt rồi. Giờ chúng ta sẽ kiếm một con vịt nữa. Đâu, con vịt nữa đâu? Đây, xuất hiện rồi. Tăng tốc lên. Chạy đâu vịt? À, mổ nè. Toàn hụt không. Ôi da, nữa, chạy nữa. Không cắn được, còn một cái nữa, con vịt nó tiêu đời. Lên mặt nước luôn rồi, chui xuống nước lại. Đứt hả? Chết đi. Tấn công. Hoàn thành nhiệm vụ. Hai con 100% rồi, vậy là không ăn gà rồi. Qua vòng mới xem coi có gì mới không. Ôi có cá sấu nữa kìa. Có con cá sấu trên bản đồ, có con cá sấu, con linh dương nữa, linh dương nữa các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi tấn công con cá sấu thôi coi. Rắn vs con cá sấu. Rắn cắn lộn với cá sấu thôi. Xa quá, con cá sấu ở xa quá, chạy hoài không tới. À thấy nó rồi kìa. Trước mặt kìa, đó con cá sấu vung tợn kìa. Oh my god. Cá sấu đang lội với đầm lầy. Thấy con cá sấu rồi. Cắn lộn này, cá sấu vô. Vô nè, vô. Cắn lộn, ui da. Trời ơi, cắn người hai mấy luôn. Chứ thua quá rồi. Cắn một cái nửa cái máu luôn. Ôi trời ơi, tôi sẽ đi diệt được con cá sấu này. Nó cạp người tiêu đời luôn rồi. Rồi xong, chết cu Lì. Tiêu đời luôn, nó cắn ăn thịt cu Lì luôn. Rắn, rắn yếu quá, bị cá sấu ăn thịt. Thôi chơi lại, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình ăn thịt linh dương đi. Cá sấu mình cắn không lại rồi. Giờ mình kiếm con linh dương mình cắn. Tiến lên đi tìm linh dương thôi. Linh dương đâu? Ở xa quá à, phải bò lại mệt nhọc luôn. Phun độc, phải level 4 mới có phun độc. Giờ mình còn rắn nhỏ hèn chi, biển cá sấu bự ăn thịt là phải rồi. Buồn luôn.
Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nè. Tiến lên. Đây, Linh Dương. Chúng ta hãy tấn công Linh Dương. Không biết Linh Dương có tấn công lại mình không nữa. Rồi, thấy rồi, tấn công. Trời ơi, cũng cắn lại mình kìa, 21 máu thôi, chạy, chạy thôi. Ôi chết bây giờ. Linh Dương mạnh quá. Bỏ của chạy lấy người luôn. Chuyển qua đi săn con gì, con cái bản đồ kìa, con cáo. Đúng rồi, fuck, con cáo. Chuyển qua thịt cáo thôi. Mấy con bự nó nguy hiểm quá à. Ăn cáo và ăn vịt, ăn gà rồi. Chứ cá sấu với mình vừa ăn không có được. Ghê quá. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nè. Chạy nhanh chưa? Nhanh hết cỡ luôn rồi đó. Không thể nào nhanh hơn được nữa. Đây, thấy con cáo rồi, hai con luôn. Cu Lì sẽ tiêu diệt hai con cáo. Ăn thịt con cáo. Chạy hả? Vậy con này không tấn công mình mà nó chạy. Con cáo sợ con rắn. Mẫu hộp không? Chính rồi. Trời, nó chui vô người Cu Lì luôn. Bị kẹt luôn rồi. À, ra được rồi. Mẫu nè. Mẫu hộp nữa, trời ơi, khó quá. Xíu, lại hộp. Tấn công, ôi cây che mất rồi. Dí heo. Một cái nữa. Một cái nữa tiêu được. Thôi, đâu heo. Năm cái luôn, con cáo mới chịu chết. Tao ăn thịt con cáo luôn. Tiêu diệt thêm con cáo nữa. Nó chạy kìa. Còn ba phát nữa nó mới chết. Một. Hai. Một cái nữa. Trời ơi, con này 4 cái, 5 cái, 6 cái. Đuổi theo. Yeah, 60% rồi, chúng ta phải tiêu diệt thêm con vịt rồi. Tiêu diệt thêm hai con vịt hay một con vịt gì đó mới hoàn thành được nhiệm vụ. Đi kiếm vịt thôi. Mới 60% mà 100% mới được qua vòng. Chạy thôi, nhanh lên. Cẩn thận coi chừng dưới sông có cá sấu là tiêu mình đó. Mình phải đề cao cảnh giác. Đi kiếm thịt vịt ăn cũng khó nữa. Có nấm rừng kìa. Nấm độc quá, nấm càng màu mè nhiều càng độc. Nhanh lên. À, thấy vịt rồi, hai con luôn. Chúng ta tiêu diệt hai con này nào. Có người á kìa, có con người màu đỏ. Tấn công hụt không. Này, tiêu diệt con vịt này trước đi. Chạy đâu cho hết. Sao mà em 90% mà phải một con vịt nữa. Đây. Rồi các bạn ơi, Cu Lì chơi xong một lần nữa, Cu Lì nghỉ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cu Lì TV. Và đừng quên like, share video này, ủng hộ Cu Lì TV. Rắn bự chưa?